Hiện tại thì chúng ta đang theo dõi livestream tạo khóe môi cười và môi trái tim tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam. Và chúng ta sẽ kết hợp hai dịch vụ này cùng một lúc. Các bạn đang nhìn thấy các bác sĩ đang thực hiện những cái khâu đóng da cuối cùng của cái dịch vụ phẫu thuật tạo môi trái tim và tạo khóe môi cười. Thì trên hình ảnh mọi người thấy là cái môi trái tim của khách hàng cũng rất là nét thôi. Ngày vừa mới làm xong cái môi trái tim khách hàng nụ môi mọi người thấy rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp. Còn cái khóe môi cười thì tí nữa thì các bác sĩ sẽ cho khách hàng ngồi dậy để mọi người sẽ cùng chiêm ngưỡng cái khóe môi cười là gì. Thì ở đây các bác sĩ giải thích đơn giản, đây là một trong những cái dịch vụ tương đối là mới và hot tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam. Dịch vụ này thì thường được chỉ định cho đối với những trường hợp mà khách hàng có cái khóe miệng cụp, có nghĩa là khóe miệng nó không phải là vách lên như thế này các bác sĩ vừa làm các bạn nhé, là khóe miệng nó cụp xuống. Và khi mà nhìn vào cái khóe miệng ấy thì mọi người sẽ thấy là cái khóe miệng nó rất là buồn, và cái khuôn miệng của khách hàng này nó sẽ buồn và nó không có cái nét tươi. Thì cái dịch vụ tạo khóe môi cười này là gì, là các bác sĩ sẽ phải làm cho cái khóe miệng khách hàng nó vách lên, và làm cho khách hàng mà khi không cười nhìn cái khóe miệng nó vách lên thì nó sẽ tạo ra cái nét tươi hơn trên cái khuôn miệng và khuôn môi của khách hàng. Thì ở đây là sau khi mà khách hàng sử dụng hai combo này cùng hai dịch vụ này cùng một lúc, thì với một chiếc mới, một đôi môi mới như thế này thì khách hàng của chúng ta sẽ tươi hơn rất là nhiều, đúng không anh? Đúng rồi, thì mọi người sẽ thấy là cái hình ảnh của khách hàng trước khi thực hiện phẫu thuật đó. Mọi người sẽ thấy là môi khách hàng đó, mọi người sẽ thấy là nó không có điểm nhấn. Môi trên thì rất là dày. Còn toàn bộ cái hai cái khóe miệng mọi người sẽ thấy là mặc dù chị hơi nhếch mép cười nhưng mà khóe miệng nó cũng ngang nha, nó không có cái độ tươi của cái khóe miệng. Thì với dịch vụ tạo môi trái tim thì bác sĩ sẽ thu mỏng bớt môi hai bên, và làm cho khách hàng có cái nụ môi nó tương đối là nó nét và nhìn nó tươi hơn. Với đôi môi như thế này là anh can thiệp cả môi trên và môi dưới ạ, hay là anh chỉ có can thiệp môi trên thôi ạ? Môi dưới khách hàng cũng tương đối là mỏng rồi, bác sĩ không có chỉ định can thiệp môi dưới mà chỉ tạo cái nụ môi ở môi trên. Hiện tại thì với bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam sẽ có rất là nhiều dịch vụ dành cho các bạn. Nhưng mà đối với livestream ngày hôm nay chúng ta đang theo dõi là tạo môi hình trái tim và khóe môi cười, thì đây là một dịch vụ rất là hot tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam và được khá nhiều khách hàng lựa chọn. Mọi người có thể thấy là các bác sĩ đang thực hiện những cái công đoạn khâu thẩm mỹ. Sợi chỉ bác sĩ khâu thì rất là nhỏ, đây là sợi chỉ 7. Không có, không nhìn thấy sợi chỉ đâu. Đúng rồi. Với cái sợi chỉ thẩm mỹ này thì các mọi người sẽ yên tâm là cái đường sẹo của khách hàng sau này hầu như là sẽ không nhìn thấy. Dạ vâng. Ở đây bạn Kelly Trần có câu hỏi về chi phí làm môi tim, thì bạn có thể chia sẻ của bạn Kelly Trần không? Hiện tại thì với chi phí tạo mô hình trái tim tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam nó có chi phí là 8 triệu và được giảm giá 25% và được giảm giá 20%. Còn đối với chi phí mà tạo khóe môi cười mà bác sĩ đang làm cho khách hàng đấy ạ, thì có chi phí là 15 triệu ạ. Bạn Hoàng Kim Bảng có câu hỏi là sau khi làm thì có ăn uống bình thường không ạ, và có đau lắm không thưa bác sĩ? Sau khi làm thì khách hàng vẫn ăn uống bình thường, nhưng mà khi ăn xong thì khách hàng sẽ phải xúc miệng bằng cái nước muối vệ sinh để mà cho cái cặn thức ăn nó không bám vào cái vết khâu, và mọi sinh hoạt thì hoàn toàn là bình thường, không có cảm giác đau nữa, nó chỉ gọi là hơi rát nhẹ. Hiện tại thì bác sĩ Lang làm cho khách hàng, các bạn có thể nhìn thấy qua livestream của chúng ta là khách hàng không hề cảm thấy đau, không cảm thấy khó chịu gì cả, mà khách hàng rất là hợp tác và nằm yên để cho bác sĩ làm rất là nhẹ nhàng thôi ạ. Chỉ còn vài mũi khâu cuối cùng nữa thôi thì bác sĩ sẽ cho khách hàng của chúng ta ngồi dậy để các bạn có thể chiêm ngưỡng. Hiện tại thì bác sĩ đang làm cho khách hàng tại phòng phẫu thuật của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam. Thì ở đây thì với trang thiết bị thì rất là hiện đại, trang thiết bị máy móc tại bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam rất là hiện đại, có thể đáp ứng và đảm bảo đầy đủ sức khỏe cho khách hàng trước khi làm phẫu thuật. Bác sĩ sẽ phân tích cho mọi người thấy nha. Đó, cái khóe miệng khách vừa làm thì nó nhìn thấy cái khuôn miệng khách hàng nó tươi hơn rất nhiều rồi, đúng không ạ? Vừa mới làm xong thôi ạ, các bạn có thể nhìn thấy là khóe môi miệng của khách hàng rất là tươi. Bây giờ bác sĩ sẽ phân tích ạ. Còn khi mà trước khi làm ạ, mọi người sẽ thấy là hai cái đường vẽ của bác sĩ là cái khóe miệng của khách hàng nó sẽ hơi cụp xuống như này. Vâng.
cái vị trí khóe miệng cụp này. Và khi làm đấy mọi người thấy cái khóe miệng bác sĩ là đưa cho nó vách liền như này. Và khi mà mọi người thấy là mặc dù chị ấy không cười một tí nào, nhưng mà cái khuôn miệng chị ấy bây giờ đã tươi tắn và nhìn nó nét hơn rất là nhiều. Và mọi người thấy cái đường môi trái tim, đường viền môi trái tim nó rất là nhẹ nhàng và rất là mềm mại, nó làm cái khuôn mặt của chị, cái khuôn môi của chị nó đã tươi tắn hơn rất là nhiều.